quý vị, ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng trong nhiều năm qua tại Hà Nội. Đặc biệt là gần đây, thành phố liên tục ghi nhận được mức độ ô nhiễm không khí rất cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 29 trên 30 quận huyện thị xã có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia. Nhưng mà cho đến nay thì Hà Nội vẫn đang loay hoay tìm giải pháp chống ô nhiễm. Mới đây, ngày 22 tháng 3, Hà Nội lại một lần nữa đứng đầu thế giới về một chỉ số mà không ai mong muốn, chỉ số ô nhiễm không khí AQI trung bình 181 đơn vị. Trước đó, ở một số thời điểm, chất lượng không khí vượt ngưỡng 300 theo chỉ số AQI rất nguy hại và nhiều thời điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới. Đi ra đường mà không đeo khẩu trang thì về thì mặt thì bẩn, khẩu trang, nếu đeo khẩu trang thì cũng bụi luôn ấy. Sức khỏe thì lúc nào cũng là trong tình trạng là ho, khó thở. Đi ra ngoài đường thì đường bê tông hóa nhiều, bụi bặm không khí các thứ, rồi là bốc cái hơi nóng lên, cứ phải đứng ở ngoài mà đi làm. Cái sức khỏe bây giờ nó nhạy cảm về không khí lắm. Trong 3 tháng gần đây, chỉ số bụi mịn PM2.5 luôn vượt qua tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần. Nghiên cứu đã chỉ ra, ô nhiễm không khí là một trong 5 yếu tố hàng đầu gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm. Vấn đề ô nhiễm không khí nó kéo theo các cái bụi mịn. Bụi mịn nó mang theo các kim loại nặng và nó thấm vào trong mạch máu, trong phổi, nó gây ra những cái nguy hiểm. Đặc biệt bây giờ chúng ta rất lo ngại các vấn đề về tim mạch, về ung thư và các vấn đề về bệnh phổi tắc nghẽn. Đến nay, Hà Nội vẫn chưa kiểm kê tổng thể các nguồn phát thải và không khí. Nhưng giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, đóng góp 70% tổng lượng bụi và khí thải. Song gần 7 triệu xe máy lưu thông, trong đó 3 triệu xe máy cũ đã sử dụng trên 15 năm vẫn chưa được kiểm soát khí thải. Xe máy là kích thước nó nhỏ hơn cái ô tô. Do vậy là không thể nào lắp thêm các cái bộ phận mà để xử lý triệt để cái khí thải, dẫn đến là cái lượng khí thải do xe máy phát thải ra thì có nhiều cái chất độc hại hơn so với lại ô tô. Mà với xe máy thì mặc dù chính phủ thì cũng đã có chủ trương kiểm soát khí thải từ năm 2009, nhưng mà cho đến nay thì chúng ta chưa thực hiện. Cách đây mấy năm thì tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng và tại Hà Nội tiến hành thí điểm kiểm tra cái khí thải xe máy. Thì ở Hà Nội thì cũng được mấy nghìn chiếc. Qua cái kết quả thí điểm thì người ta thấy rằng một lượng xe máy phần trăm khá lớn là không đạt các cái tiêu chuẩn. Và người ta cũng đánh giá là nếu mà lại để mà là như thế, để mà tiến hành bảo dưỡng thì có thể là nó như thế nào, tốn nhiều tiền hay ít tiền, và một cái cơ chế kiểm tra nó như thế nào. Tôi nghĩ đấy là những cái kết quả rất hay. Tuy nhiên đấy chỉ là thí điểm. Chất lượng không khí ngày càng tệ, các giải pháp ứng phó với ô nhiễm không khí dường như vẫn bế tắc. Còn người dân vẫn đang phải loay hoay chịu trận. Như truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh, tình trạng sa thải gây ô nhiễm dòng sông Bắc Hưng Hải, đại công trình thủy nông của Bắc Bộ, ngày càng nghiêm trọng. Cùng với đó, sông Hồng bị tụt đáy khiến cho một loạt công trình lấy nước bị vô hiệu. Nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước và ô nhiễm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng trạm bơm dã chiến lớn trên sông Hồng, và đến nay thì đã có 8 tổ máy đã chính thức vận hành đưa nước từ sông Hồng lên hệ thống Bắc Hưng Hải, bắt đầu pha loãng mức độ ô nhiễm trong hệ thống. Đây là sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua xã Nghĩa Chủ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo người dân sống ven sông, hai ngày trở lại đây mức độ ô nhiễm có dấu hiệu giảm. So với mọi hôm thì hôm nay nó thay đổi hẳn. Nước sông sạch hơn, nó có thông thoáng hơn, nó đỡ mùi hơn. Ở nhà ngay sông thì cái hôm nay là nó cải thiện nhiều. So với mọi hôm đen xì, bẩn lắm. Tín hiệu tích cực này là nhờ trạm bơm dã chiến đặt chìm tại cống Xuân Quan chính thức vận hành, bơm nước liên tục trong 3 ngày gần đây. Đây là 8 tổ máy được hoạt động liên tiếp trong vòng 72 giờ qua với một khối lượng nước bổ sung vào khoảng hơn 4,2 triệu mét khối. Và một khối lượng nước như thế này thì sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc pha loãng dòng kênh và bảo vệ và cũng như là đảm bảo môi trường cho hệ thống kênh rạch ở khu vực Hưng Yên và Hải Dương như là của Hà Nội. Và đây cũng là một trong những trạm bơm dã chiến và được hoàn thành trong một thời gian rất ngắn, chỉ từ 2 đến 3 tháng, và dự kiến thì sẽ hỗ trợ rất lớn cho bảo vệ môi trường cũng như là sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Mỗi ngày, trạm bơm này bổ sung từ 1,3 đến 1,5 triệu khối nước cho hệ thống Bắc Hưng Hải, giúp pha loãng nồng độ đoạn dài khoảng 33 km từ hạ lưu Báo Đác đến khu vực Bình Giang. Trạm bơm dã chiến Xuân Quan thì đã rất kịp thời có thể cứu hệ thống Bắc Hải trong giai đoạn này. Cách đây một tháng, hệ thống Bắc Hải hầu như không lấy được cái nguồn nước sông Hồng vào nữa. Và tất cả cái nguồn ô nhiễm trong hệ thống là cứ quanh quẩn ở trong đấy. Dù vậy, với lưu lượng hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của cả hệ thống. Về dài hạn, để cải thiện môi trường triệt đề thì cần kiểm soát được hệ thống xử lý nước thải của các khu đô thị, khu dân cư trước khi đổ vào hệ thống Bắc Hưng Hải.
khắc phục ngay cái tình trạng mỗi một ngày hiện nay có khoảng 500.000 mét khối nước thải đổ vào hệ thống Bắc Hưng Hải bằng cách là phải xây dựng các hệ thống thu gom. Hiện nay thì các cái khu công nghiệp, khu chế xuất thì cơ bản chúng ta đã có xử lý trước khi đổ thải. Thế nhưng mà vấn đề là trong khu dân cư, 70% lượng nước bẩn đổ ra hệ thống Bắc Hưng Hải này là ở khu dân cư thì phải có cái giải pháp. Từ khi nước sông Hồng còn có thể tự chảy qua cống Xuân Quan cách đây vài chục năm thì đây là lần thứ hai nước sông Hồng về Bắc Hưng Hải. Dù đã có những cải thiện ban đầu, song các chuyên gia thủy lợi cho rằng để xử lý ô nhiễm Bắc Hưng Hải cần có kế hoạch dài hạn để giải quyết đồng thời hai bài toán quy hoạch dân cư và quản lý xả thải. Thưa quý vị, dông lốc mưa đá hai ngày qua ở Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng đã làm gần 1.000 nhà tốc mái, hàng nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại. Tại Yên Bái, trận mưa đá sáng qua khiến cho hơn 160 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó, một nhà ở huyện Văn Chấn sập hoàn toàn, 13 nhà hỏng hơn 70%, gần 30 nhà tốc mái hư hỏng 50-70%. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Hà Giang, Cao Bằng cũng ghi nhận mưa đá, dông lốc khiến 350 nhà dân, 20 điểm trường bị tốc mái hư hỏng, gần 30 hecta hoa màu, chè, cây lâm nghiệp thiệt hại. Ngoài ra, 27 ki-ốt chợ trung tâm xã Đường Thượng, huyện Bắc Mê, Hà Giang bị hư hỏng hoàn toàn. Chuyên gia khí tượng cảnh báo tháng 3, tháng 4 là giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng nên thường xuất hiện các hiện tượng bất thường như dông lốc, mưa đá. Do đó, người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Dòng nước đục ngầu, sủi bọt và bốc mùi hôi thối lan khắp khu dân cư. Người dân sinh sống quanh khu vực Hồ Bầu Cả và dọc kênh sông Đào thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi đã quá ngán ngẩm khi phải sống chung với ô nhiễm nước thải kéo dài trong nhiều năm qua. Mùa nắng nóng, mọi sinh hoạt gần như đảo lộn. Bây giờ mình đứng đây mình cũng đang nghe có mùi hôi như thế này mà, gió như thế này mà vẫn cứ nghe có mùi rất là hôi. Ảnh hưởng về môi trường là cái mùi hôi thối nó rất là nặng, về ảnh hưởng đến trẻ nhỏ này, rồi cả kể mà người sinh hoạt người dân ở đây á, là người ta không có nước sinh hoạt hàng ngày, người ta phải thậm chí là phải đi nhờ những người mà chưa có điều kiện, người ta bắt nước máy là phải đi nhờ qua nước máy của người khác. Đấy, còn mà đóng trực tiếp xuống ở dưới mạch nước ngầm á, thì thể bơm lên là ô nhiễm. Hồ Bầu Cả có sức chứa 142.000 mét khối nước đang bị ô nhiễm nặng nề. Rác thải, nước thải sinh hoạt theo hệ thống thoát nước dồn về khu vực hồ này. Mỗi ngày, một lượng lớn nước thải ô nhiễm từ Hồ Bầu Cả được xả trực tiếp ra kênh sông Đào dài hơn 500 mét trước khi đổ ra sông Trà Khúc. Dân thành phố mà sống kiểu này, mình sống không nổi, mà muốn xử lý cho nó sạch sẽ. Có hồ chứa bao nhiêu chất bỏ. Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi thừa nhận thực tế ô nhiễm kéo dài nhiều năm nay ở Hồ Bầu Cả, bởi sau hơn chục năm đưa vào sử dụng, Hồ Bầu Cả chưa được nạo vét, xử lý ô nhiễm. Năm 2023, thành phố từng xây dựng dự toán kinh phí khoảng hơn 10 tỷ, thực hiện nạo vét và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hồ Bầu Cả và kênh sông Đào, nhưng vẫn chưa thực hiện. Để giải quyết căn cơ câu chuyện này, thành phố đang trông chờ vào dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc với kinh phí 1.000 tỷ đồng, đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt hồi cuối năm 2023. Địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố thì cũng đã nhận thấy vấn đề này. Trong quá trình trước đây thì tất cả những cái biện pháp xử lý của thành phố là nó cũng chỉ mang tính tạm thời. Đến năm 2015 mà làm thủ tục để công nhận đô thị loại 2 thì đây là một cái tiêu chí còn nợ, mà nó thật là lãnh đạo thành phố cũng rất trăn trở với cái này. Sau khi Hội đồng Nhân tỉnh mà thông qua được cái nghị quyết đầu tư cái hệ thống xử lý nước thải và nâng cấp cái hệ thống thoát nước của thành phố, thì phải nói là lãnh đạo thành phố cũng rất vui mừng khi nhận cái thông tin này. Cũng rất mong muốn dự án này đi vào thực hiện để giải quyết cái vấn đề bức xúc cho thành phố. Không có khu xử lý nước thải đô thị là một bất cập của một đô thị như thành phố Quảng Ngãi. Điều này cũng lý giải vì sao đến giờ, người dân thành phố Quảng Ngãi vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh sống chung với ô nhiễm như những gì đang tồn tại.